Hello, xin chào các bạn. Chúng ta lại quay lại với thủ thuật Excel các bạn nhé. Thì thông thường khi chúng ta sử dụng pivot table á, thì các bạn đa phần là chúng ta sẽ tính tổng, nó có một cái hàm sum đúng không ạ? Nhưng mà trong cái bài này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cách để tính được trung bình cộng, rồi cách để đếm số lượng, rồi tìm min và tìm max hoặc là hàm product trong pivot table nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cách làm luôn. Đây là các bạn sẽ nhìn nhìn đây nhé. Đây, mình có một cái table như thế này. Bây giờ mình sẽ vào menu insert, mình insert một cái pivot table nhé. Ok, mình chọn ok đây. Rồi, trong cái pivot, xin lỗi các bạn, mình sẽ làm lại nhé. Mình insert một cái pivot table, nhưng mà mình sẽ để ở trong cái sheet này luôn để cho nó dễ dòm kết quả. Đây, mình để đây nhé. Rồi mình chọn ok. Ở đây ấy, thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ kéo những cái sản phẩm, kéo sản phẩm vào cái cột này. Và ở đây mình sẽ lấy ba cái cửa hàng vào đây để mình tính tổng. Các bạn sẽ nhìn thấy cái kết quả ngay lập tức thôi. Đó, các bạn thấy không? Ở đây là mình có một số cái sản phẩm, có một sản phẩm A, B, C và những cái sản phẩm này nó được bán ở trong những cái cửa hàng này. Và mỗi lần bán thì nó sẽ thu được một cái doanh thu nhất định. Thế thì ở đây là mình sẽ tính tổng được cái doanh thu từng cái sản phẩm trong từng cửa hàng. Ví dụ như đối với sản phẩm A thì tổng doanh thu của nó ở cửa hàng thứ nhất đó là 135.000. Rồi ở cửa hàng thứ hai thì tổng doanh thu của nó là 68.600, vân vân, đúng không ạ? Thế thì khi các bạn làm việc với pivot table là các bạn thường xuyên nhìn thấy được cái tính tổng. Nhưng giả sử như bây giờ các bạn sẽ không muốn tính tổng nữa mà các bạn muốn tính trung bình cộng thì chúng ta phải làm sao để làm được? Thì các bạn hãy click chuột vào giúp mình ở chỗ cái chữ sum up value này các bạn. Đây mình kéo cái này ra đó, các bạn sẽ nhìn thấy chỗ đây nó có chữ là sum up cửa hàng 1, sum up cửa hàng 2, sum up cửa hàng 3. Thì các bạn muốn thay thế nó thành cái tính trung bình cộng hoặc là tìm min tìm max thì các bạn hãy chọn vào value field setting nhé. Các bạn click chuột vào, các bạn chọn value field setting thì ở đây nó sẽ hiện thị ra hàng loạt các công thức cho chúng ta sẽ lựa chọn nè. Hàm count nè, hàm count là hàm đếm đúng không ạ? Rồi hàm đây là hàm tính trung bình cộng, hàm đây là hàm tìm max, hàm đây là hàm min, hàm tính product nữa đó. Các bạn thấy không? Đây nó count là đếm nè, average là tính trung bình cộng, max là tìm max, min là tìm min, là tìm số nhỏ nhất đó. Rồi đó là nó sẽ nhân những cái giá trị đó lại với nhau. Ví dụ bây giờ mình sẽ tính trung bình cộng nhé, mình sẽ tính trung bình cộng thì mình ok một cái thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái pivot table của mình này, cái chỗ này nó sẽ sửa thành trung bình cộng rồi, nó không còn là sum nữa, sum up nữa mà nó sẽ là average của cái cửa hàng thứ nhất này. Đó, tương tự bây giờ mình sẽ sửa đổi một chút nhé, mình sẽ sửa cửa hàng thứ hai này, mình sẽ cho nó chuyển sang là tìm max đi. Ok nhé. Rồi các bạn thấy không? Đây, đó. Thế thì là có rất là sản phẩm A này bán rất là nhiều lần trong cái cửa hàng số 2. Nhưng ở đây là mình sẽ tìm ra cái lần nào mà nó bán được giá trị nhất. Đó, tương tự như vậy thì ở trong cửa hàng số 3 này thì mình sẽ đi tìm một cái giá trị khác, đó là giá trị count đi, mình đếm có bao nhiêu lần mình bán được trong từng cái cửa hàng này. Đó, thấy không? Các bạn thấy chưa ạ? Đó. Thì khi chúng ta làm việc với pivot table á, các bạn sẽ có thể tính trung bình cộng, tìm max, tìm min, max min, rồi tìm count thì đếm là số lần, rồi hàm product là hàm nhân các con số đó lại với nhau nữa. Nếu như bạn nào mà thật sự chưa biết gì về pivot table, các bạn vui lòng xem lại video trước đây nhé. Còn trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cách là thay vì chúng ta là tính tổng thì chúng ta có thể sử dụng những cái công thức khác. Đó. Ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video clip này của mình. Mình mong rằng các bạn sẽ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Nếu có câu hỏi, có thắc mắc hoặc là có đóng góp gì cho mình thì xin các bạn hãy comment phía bên dưới, mình sẽ dành thời gian để trao đổi thêm với các bạn nhé. Bây giờ trên màn hình nó cũng có một số cái video đang được hiển thị đó, thì các bạn có thể click chuột vào để tiếp tục xem những cái thủ thuật mới về Excel nha. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại nha. Xin chào.